Dâu chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm cảnh sắc mùa thu. Bây giờ Nhật Bản đang vào giữa mùa thu rồi đó cả nhà. Và những cái cây mà cây lá phong á, từ màu xanh nó chuyển sang màu vàng, rồi màu cam, màu đỏ, trông rất là bắt mắt. Nhật Bản thì được mệnh danh là cái thiên đường của mùa thu. So với các nước láng giềng của Nhật Bản như là Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là một cái quốc gia nhỏ nhưng nó tự hào có những cái khám phá vô tận khi nói đến cái vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa độc đáo của Nhật Bản. Hàng năm đó thì có rất nhiều du khách đến Nhật Bản vào mùa thu. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên vì đây là một cái đất nước có cảnh sắc mùa thu tuyệt vời nhất. Nó đã được công nhận là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới nơi mà cảnh thu có 102 trên toàn thế giới. Tiết trời Nhật Bản vào thu là thuận lợi nhất để thăm hầu hết các địa điểm du lịch trên cả nước Nhật Bản. Chúng ta không có còn cảm thấy nóng như là mùa hè. Thay vì cái thời tiết mát mẻ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thật là tuyệt vời để trải nghiệm cái cảnh sắc mùa thu ở Nhật Bản. Có thể thì thỉnh thoảng nó cũng có mưa. Khi mà đi tham quan đó thì chúng ta hãy nhớ mang theo cái ô hay còn gọi là cái dù đó cả nhà, với áo mưa. Nó sẽ rất tiện dụng khi leo núi ngắm cảnh. Nếu chúng ta thích khám phá thiên nhiên ngoài trời thì hãy ghé thăm Nhật Bản vào mùa thu. Nơi đây sẽ là điểm đến tuyệt vời dành cho chúng ta, dành cho bạn và gia đình. Đừng có nghĩ rằng mùa xuân là thời gian chính để đến Nhật Bản. Thực tế đó thì Nhật Bản rất nổi tiếng với cảnh sắc mùa thu, bao gồm khám phá một cái danh sách các lễ hội mùa thu truyền thống. Nếu mùa xuân đem đến sức sống giúp cho cây cối đâm chồi nảy lộc, thì mùa hè mang đến cái nắng chói chang. Mùa đông thì đem đến cái lạnh tê tái. Có lẽ mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu mang theo cái tiết trời se lạnh, một chút hanh khô, một chút buồn bã, ly biệt như chiếc lá liệt cành đã là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca. Mùa thu là mùa rất sâu sắc. Khi là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca của nhiều tác giả nổi tiếng như là Lưu Trọng Lư với Tiếng Thu, Xào Xạc Lá Rơi, Nguyễn Định Thi với Gió Thu Đậm Đầy Hương Cốm Mới, hay Trần Văn Khoa Biết Thu Về Khi Hoa Cao Rụng Đầy Theo Những Thoáng Heo Mây Trong Chốn Thu. Ngay cả tôi, ngay cả Minh Châu vốn chẳng có cái tâm hồn nghệ sĩ mà cũng cảm nhận được cái vẻ tình tứ từ cơn mưa thu chậm rãi lan tràn. Mùa thu
đổi màu. Từ màu xanh, những cây cối đổi màu từ màu xanh sang màu vàng, màu cam. Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm một số hình ảnh Minh Châu ghi lại ở xung quanh cái khu vực Minh Châu ở. Còn nếu Minh Châu không có thời gian để đi các nơi để ghi nhận lại, chia sẻ cho cả nhà, cả nhà ngắm đỡ mùa thu lá đổi màu ở những cái khu vực gần chỗ Minh Châu ở nhé. Hãy đến với Nhật Bản vào mùa thu, mùa lá vàng, lá đỏ, lá cam, vào tháng 11, giữa tháng 11 bạn nhé. Chắc chắn thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm không bao giờ quên. Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm những cái cây lá đổi màu ở khu vực gần chỗ Minh Châu ở. Ok, Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm những cây lá đổi màu nhé. Thank you.
Vĩnh Châu đến đây cũng khá dài. Vĩnh Châu xin tạm dừng nơi đây. Và cả nhà nếu thấy video hay thì hãy bấm like, share và subscribe, chia sẻ để trong trong một like, một chia sẻ, một nhấn chuông nếu chưa nhấn chuông để Vĩnh Châu có động lực làm tiếp những video hay cho cả nhà xem nha. Trước khi dứt lời, Vĩnh Châu chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công trên mọi lĩnh vực. Ok, video của Vĩnh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.